Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn trận bán kết đỉnh cao của giải cờ tướng Quảng Kỳ Bôi năm 2022. Bên đỏ đi tiên trong ván cờ lượt đi, danh thủ Trịnh Duy Đồng, 16 khét tiếng của cờ tướng Trung Quốc và người cầm bên đen là danh thủ Tạ Tĩnh. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ 吃 将军，吃。 吃。 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 吃。
Và tiếp theo sau phần cờ cho Vân Mã Qua để tìm hướng công, thì đứng trước thế công hùng mạnh của biên tiên bên đen của Tào Tĩnh, anh đã buông cờ xin thua. Sau đây xin kính mời các bạn cùng đón xem phần cờ lượt về của đối bên. Đây là phần cờ bên đỏ lấy tiên là danh thủ Tào Tĩnh và Trịnh sẽ cầm bên đen. Chứ将军 吃 将军 将军 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃
将军。吃。Và tiếp theo sau phần cờ cho thoái xe về bắt mã đến từ bên đen của Trịnh thì trong bối cảnh trên hai cao thủ đồng ý hòa cờ, các bạn thấy ngay đánh tiếp mà cho tứ binh năm. Sĩ ăn qua ngay. Có bình xe chém pháo là phần cờ cho bình xe chém tốt, hình cờ cân bằng trong bối cảnh trên. Như vậy là với kết quả trên thì một thắng một hòa, bên của danh thủ Trịnh Duy Độc đã vượt qua Tạ Tĩnh để giành quyền chơi trận chung kết của giải đấu này. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.